Tập 26 chính là lôi Từ Thế Hồng ra để cô ta chịu trách nhiệm bảo vệ toàn công ty. Tôi tin rằng cô sẽ không đem tương lai của công ty Thân Diễn ra làm trò đùa. Không được, Thái Hồng vô tội mà. Không cần nói nhiều nữa. Làm sai thì phải chịu, ai cũng vậy. Anh thực sự nghĩ rằng chuyện này do tôi làm sao? Tôi sẽ làm cho chuyện này ít gây thiệt hại nhất đối với Thân Diễn, bất kể dùng cách nào đi nữa. Mấy ngày gần đây, tin đồn về thần tượng ngọc nữ Lăng Vân sinh con đã gây nên tiếng đồn không nhỏ. Nghệ sĩ che giấu chuyện sinh con đã khiến cho mọi người nghi ngờ về phần cô Từ này. Có vẻ như có chút không trung thực. Thật ra là người nổi tiếng thì lắm tin đồn. Tại sao? Mình vẫn luôn cảm thấy có một số chỗ không đúng. Alo, cậu giúp tôi liên lạc với trợ lý của Lăng Vân. Thái Hồng, lên xe đi. Em đừng lo lắng quá. Bây giờ đang liên lạc với Lăng Vân, chắc chắn sẽ nhanh có tin tức thôi. Anh có tin là không phải do tôi làm không? Anh tin em. Cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh. Có một người nói với tôi là anh ta tin tôi, nhưng mỗi khi gặp chuyện quan trọng thì luôn nghi ngờ tôi. Được rồi Thái Hồng, đừng lo lắng nữa có được không nào? Đi thôi. Vui lên đi. Đi nào. Alo. Alo. Chào cô, thật ngại quá. Bà nội tôi muốn vào sớm hơn. Đây là hồ sơ của bà, cô làm giúp thủ tục cho bà đi. Phạm Tú Anh, xin lỗi, chúng tôi không thể làm thủ tục nhập viện cho người này. Tại sao vậy? Không phải lúc đầu đã nói là được sao? Đây là ý kiến của người phụ trách của chúng tôi cũng không cách nào khác. Nhưng mà các cô, cô xem như vậy được không? Cô làm thủ tục nhập viện cho bà ấy trước đi. Tôi sẽ liên lạc với người phụ trách của các cô. Chúng tôi chấp nhận đóng hai lần viện phí. Nếu như các cô muốn cải thiện thiết bị, chúng tôi cũng nguyện ý trợ giúp, có được không? Thực sự là không được, đây không phải vấn đề tiền bạc. Các cô lúc này thì nói được, lúc khác lại nói không được. Suốt cuộc là có chuyện gì? Thực sự xin lỗi, hai người đừng làm khó tôi mà. Là như vậy, sức khỏe bà nội tôi vẫn luôn không được tốt. Và bác sĩ cũng đã nói, nhất định phải có một y tá chuyên nghiệp chăm sóc bà cả ngày. Môi trường của các cô ở đây là tốt nhất trong những nơi tôi xem qua, lại gần nhà chúng tôi nữa. Nếu như tìm được gì những lão khác, cả nhà chúng tôi sẽ không thăm bà được. Cô xem có thể thông cảm cho tâm tình của người làm con cháu chúng tôi giúp đỡ được không? Các cô có phải có nhầm lẫn gì không? Tôi và Lăng Vân, cổ đông lớn nhất của các cô, là bạn tốt của nhau. Hay là các cô kiểm tra lại một chút được không? Tôi hiểu tâm tình của mọi người bây giờ, nhưng mà chuyện này chính là cô Lăng Vân đặc biệt giao phó, chúng tôi cũng không làm chủ được. Xin mọi người thông cảm. Thái Hồng, em yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh, được chứ? Đừng nói gì nữa, không cần lãng phí hơi sức. Tôi nhất định phải kiện Từ Thái Hồng. Lăng Vân à, cô bình tĩnh một chút đi. Chuyện đồng chưa điều tra rõ, cô đừng có phán quyết nhanh như vậy. Ảnh tung ra từ ID máy của Từ Thái Hồng, đây có được xem là chứng cứ không? Đây là chuyện riêng của Từ Thái Hồng, không liên quan gì tới công ty. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, phải điều tra cho rõ. Lăng Vân, cô cho tôi thời gian 3 ngày. Chuyện này tôi nhất định cho cô một kết quả công bằng nhất. Được, vấn đề thời gian tôi có thể suy nghĩ. Nhưng mà tôi cũng có một điều kiện, hy vọng công ty các anh có thể phối hợp với tôi. Mọi người xem, cái cô Từ Thái Hồng này còn mặt mũi đi làm kìa. Gần đây tôi luôn nhận được một số cuộc điện thoại làm việc của nhà báo, phiền chết đi được.
Người phụ nữ này hại người không nhẹ đấy. Mọi người nói xem, lần này Đỗ tổng gọi hợp gấp như vậy, chắc chắn có phương pháp giải quyết gì rồi đúng không? Chắc là như vậy. Mọi người im miệng hết cho tôi. Tiểu Tây đừng kích động. Tôi ngay thẳng không sợ bóng công, không sợ người khác nói xấu. Đỗ tổng, tiếp theo để cho tổng giám đốc Đỗ nói rõ tình hình. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là cô làm, nhưng tôi không thể để thân diện gặp nguy hiểm. Vì lợi ích của công ty, tôi nhất định phải làm như vậy. Cho nên mời cô nhanh chóng rời khỏi công ty. Dù sao tôi cũng là người của công chúng, nhất định phải có phản ứng đối với chuyện này của Từ Thái Hồng mới có thể dễ ăn nói. Nếu như tôi không làm chuyện gì, chính là âm thầm thừa nhận. Hơn nữa, bây giờ người của xã hội quan tâm không chỉ là chân tướng sự thật, mà bọn họ lại càng quan tâm thái độ và phản ứng của tôi đối với chuyện này thế nào. Cho nên tổng giám đốc Đỗ, tôi hy vọng anh có thể đáp ứng chuyện nhỏ này của tôi. Chuyện gì? Đuổi việc Từ Thái Hồng. Cô nói cái gì? Nếu như tổng giám đốc Đỗ không đáp ứng thì cái hẹn 3 ngày vừa nãy xem như là không có. Tôi nhất định kiện Từ Thái Hồng. Được, tôi biết rồi. Cô ta làm sao vậy? Không biết cô ấy suốt cuộc làm sao vậy? Từ Thái Hồng, hôm nay cô nhất định phải đưa việc trong tay giao hết cho Tiểu Tây. Xin lỗi, tôi không làm được. Đây là lệnh của công ty. Thái Hồng, hay là cô về nhà trước đi, tránh bị nhà báo dây lấy. Tôi không bán đứng lăng dân, cũng không bán đứng công ty, cho nên tôi sẽ không rời khỏi đây. Cô có làm hay không, lòng cô hiểu rõ nhất. Bộ phận Internet sẽ làm rõ số ảnh kia chính là từ địa chỉ công ty của chúng ta truyền ra ngoài. Công ty chúng ta sao? Địa chỉ Internet của công ty chúng ta sao? Chỉ cần tra máy tính sẽ biết được mọi chuyện thật giả. Không phải chứ, chẳng lẽ là thật sao? Thật hay giả đây? Thật không đây? Cô kiểm tra đi. Tôi không làm không sợ. Kiểm tra đi. Số ảnh này lấy từ trong máy tính của cô ra. Nhân viên bộ phận thông tin kỹ thuật có thể làm chứng. Cô giải thích làm sao đây? Cái này không thể nào. Thực sự có kìa. Quá ra quay bán đứng lăng dân. Tôi thực sự không biết tại sao lại có mấy tấm ảnh này. Đúng là cô ta bán đứng lăng dân rồi. Giả vờ vô tội cái gì, sao lại có thể bán đứng mạng mình? Nếu như không tra ra, Đỗ tổng luôn bảo vệ cô ta, tại sao lại đuổi việc cô ta chứ? Tôi không nghĩ quá ra cô ta là người như vậy. Chúng ta đã nhìn sai người rồi. Đúng vậy. Nào, mẹ đến rồi. Khả Lạc à, cảm ơn. Khả Lạc, nói tạm biệt cô giáo Lý đi con. Cảm ơn cô giáo Lý thời gian qua đã chăm sóc Khả Lạc. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Khả Lạc, mẹ hỏi con này.
Nếu như sau này con không được đi học ở nhà trẻ này nữa, con có buồn không? Con buồn không? Mẹ hứa với con, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, mẹ đều đứng vững được. Được không? Không khóc, chúng ta đi thôi. Đi. Để tôi đi khỏi chỗ này, tôi sẽ không bao giờ đi đến cái công ty không phân biệt thật giả này nữa. Bởi vì bảo vệ cô ta, anh phải làm người xấu. Rõ ràng là gì tốt cho cô ta lại bị cô ta hiểu nhầm. Trong lòng khó chịu đúng không? Em không nên nói trước mặt mọi người những tấm ảnh kia truyền ra từ máy tính của Thái Hồng. Có gì không thể nói chứ? Đó là sự thật mà. Sự thật sao? Ai cũng có thể dùng máy tính của cô ấy. Nói cách khác, mỗi một người đều đáng nghi hết. Bây giờ nếu như người bị nghi ngờ không phải là từ Thái Hồng mà là một nhân viên khác, anh cũng sẽ bảo vệ như vậy chứ? Đỗ tổng mà, không hay rồi, không hay rồi. Bảo vệ tòa nhà nói mẹ con Thái Hồng bị tay của Lăng Dương bao giờ dưới công ty rồi. Đỗ Phan. Đỗ Phan, anh thực sự vì từ Thái Hồng mà không lo chuyện gì nữa rồi sao? Giữa hai chúng ta thực sự không thể rồi sao? Công khai xin lỗi, chịu trách nhiệm đến cùng đi. Công khai xin lỗi, chịu trách nhiệm đến cùng. Không phải, mọi người bình tĩnh một chút đi. Bây giờ chuyện còn chưa rõ, mọi người đừng kích động có được không? Giải thích cho chúng tôi, công khai xin lỗi Lăng Dân đi. Công khai xin lỗi, công khai xin lỗi đi. 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 Tránh ra nào, tránh ra đi. Thái Hồng, Âu Dương, anh là ai? Đi. Lên xe đi. Nào, bế Khả Lạc đi. Mở cửa đi, không được đi. Không được đi. Mở cửa đi. Không được đi. Không được đi. Chưa gặp ai không nghe lời như anh cả. Hết muốn sống rồi đúng không? Cẩn thận não là bị chấn thương đấy. Bốt à, bốt. Bác sĩ, bốt làm sao rồi? Cậu nên trông chừng cậu ta. May mà lần này bị máy ảnh đập vào, chỉ là chấn động nhẹ, nhưng phải nằm lại nghỉ ngơi, nếu không sẽ để lại di chứng đấy. Cảm ơn bác sĩ nha. Cảm ơn bác sĩ, không có gì. Bốt à, bác sĩ bảo anh không được cử động. Bớt nói lại đi. Chuyện tôi bảo cậu điều tra chưa? Cái tôi điều tra ra cậu không giống như cái bọn phóng viên kia điều tra ra sao? Tất cả mũi tên đều nhắm vào từ Thái Hồng. Nhưng mà mũi tên này càng nhắm vào từ Thái Hồng, em lại càng thấy đáng nghi. Giống như là có người cố ý dẫn dắt chúng ta làm như vậy. Nói tiếp đi. Hết rồi. Tìm không ra mà. Tìm không ra thì tiếp tục tìm cho ra. Thật không biết từ Thái Hồng đó có cái gì khiến anh lo lắng cho cô ta như vậy nữa. Tôi... Thôi, không nói nữa. Cô từ Thái Hồng đó thật không biết có lợi ích gì của Lăng Dân. Hiện tại nó đã là từ khóa hot nhất trên mạng rồi. Không biết từ khóa hot tiếp theo là gì đây? Liệu có phải thân diện chúng ta không nhỉ? Không thể không nói sao, cậu ở đây lải nhải làm gì? Đúng là lắm chuyện mà. Bảo cậu thu thập hình ảnh làm xong chưa? Đây, đều là ở đây rồi. Cái gì mà độ chính xác cao, hiệu quả tốt, nằm ở đây hết. Chính diện, mặt bên, anh xem đi. Bố ta, em thực sự không hiểu. Anh cần những tấm hình này của Lăng Dân để làm gì? Tôi tự có tính toán.
Bố ta đi đâu vậy hả? Chỉ là đi vệ sinh thôi mà. Luống cuống như vậy làm cái gì? Sao rồi? Có phải bị pha thâm độ của Lăng Dân dọa rồi không? Tôi lúc đó có chút sợ hãi. Tôi rất hy vọng lúc đó có một người đến bảo vệ mẹ con tôi. Đáng tiếc người em mong chờ là Đỗ Phàm chứ không phải là anh. Sao vậy? Có phải cảm thấy nên xin lỗi anh không? Thực sự Đỗ Phàm kéo tôi ra, thời điểm bước chân vào thực diễn tôi đã quyết định cần phải quên người đó. Bởi vì em bị từ chối sao? Không phải. Bởi vì anh ấy không hề tin tưởng tôi. Và lúc đó tôi là người cần được giúp đỡ. Quá ra là vậy. Vậy thì cứ đến bên anh đi. Âu Dương à, tôi xin lỗi, tôi còn chưa sẵn sàng. Không sao, anh sẽ đợi em được mà. Tôi thật không đáng để anh vì tôi mà trả giá nhiều như vậy đâu. Đừng cảm thấy có lỗi. Đáng hay không là do anh quyết định. Hôm nay không dễ gì được ra ngoài đi dạo, vậy nên đừng nhắc những chuyện này nữa có được không? Đi. Không phải trước kia em nói muốn chạy marathon sao? Hôm nay với Khả Lạc cùng nhau chạy đi, để xem thực lực của em như thế nào. Đi. Đi thôi Khả Lạc. Anh đừng gắng gượng nữa. Anh có thể vì tôi làm những chuyện này đã rất men rồi. Đã nói phải chạy về đích. Tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng. Em không sao chứ Thái Hồng? Hay có chỗ nào không khỏe? Không sao đâu. Tôi khóc một chút là xong, không sao đâu. Nào Khả Lạc, qua đây với mẹ nào. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Em hoàn toàn có thể dựa vào anh. Em biết không, anh luôn hy vọng có thể mãi mãi bên em. Bố, cuối cùng anh cũng bình thường lại rồi. Không có yêu đơn phương từ Thái Hồng kia. Vừa không có thân hình lại không có nhan sắc nữa. Cầm giúp tôi. Bố, không cần đi nhanh như vậy. Sức khỏe của anh vẫn chưa bình phục hẳn. Đúng. Xin lỗi. Thật ngại quá, là phiền một chút. Cô bây giờ có một mình sao? Không có, không có, không có. Tôi không có ý khác. Muốn hỏi cô một việc. Có thể giúp tôi một việc không? Được không? Anh là... Tôi biết rồi, cô muốn hỏi tôi là ai cái gì? Xin lỗi, tôi biết. Tôi rất là mạo muội. Dân rất mạo muội. Thực ra tôi cần cô giúp tôi một việc. Không có. Tôi cần một người giúp tôi chụp hình. Bởi vì chuyện của bạn tôi. Sự việc này rất cấp bách rồi. Chụp hình. Anh muốn dùng để làm gì? Bởi vì cô và cô ấy nhìn rất giống nhau. Giống đến 90% đấy. Lúc nãy về phía sau còn chút nữa là hiểu lầm. Thực sự rất là giống đấy. Rất giống. Chiêu này cũng xưa rồi đấy. Không có xưa đâu. Bởi vì thực sự rất cần cô giúp tôi lần này. Được rồi.
toàn là đồ của người khác. Em còn để lại đây làm gì? Phong tử, anh có thể đừng như vậy được không? Có gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Giải quyết thế nào chứ? Anh còn giải quyết không được, ai có thể giúp anh được chứ? Anh không cần giải thích. Thiên Dĩnh, em đừng đi hát nữa có được không? Anh ghét ánh mắt của tụi đàn ông nhìn em. Nghe phải kiếm tiền để duy trì phòng làm việc của chúng ta. Phòng làm việc tên Thiên Phong, em cũng có một nửa trách nhiệm. Thiên Dĩnh, em cho anh chút thời gian đi. Anh đảm bảo nhất định sẽ phục hồi lại. Tới lúc đó, anh nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt. Đây mới là Tự Phong mà em biết. Em nói cho anh biết, em đã lập một blog văn phòng Thiên Phong. Bây giờ có rất nhiều người quan tâm rồi, chúng ta xem thử đi. Được. Thiên Dĩnh, em yên tâm, anh sẽ cho em sinh nhật bất ngờ. Mì đây rồi, bà nội, mẹ. Đây, mì của em. Được. Đỗ Phạm đã lâu không về rồi. Tại sao không còn làm món mì già mà nó thích ăn vậy? Sao Đỗ Phạm không về chứ? Tiểu Phong không ở nhà để nhờ Đỗ Phạm xoa bóp cho bà. Nó lại sao không thể về chứ? Xem ra cháu chưa đủ tốt. Cháu cần tiếp tục cố gắng. Anh nói cho tôi biết anh thích ăn cái gì đi. Sau này tôi nấu cho anh ăn. Chỉ cần em nấu, anh đều thích. Bà nội, cháu nói cho bà nghe, cháu đã học qua xoa bóp rồi. Chút nữa cháu xoa bóp cho bà, đảm bảo bà thích tay nghề của cháu. Được, 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 được. Nào ăn thôi, ăn thôi. Có một việc tôi luôn không hiểu. Anh nghĩ xem tại sao truyền thông lại tìm thấy tôi. Và trong máy tính của tôi, tại sao lại có hình của Lăng Dân bị chụp lén? Em nghĩ nhiều quá rồi, việc này đã trải qua lâu như vậy. Nào, ăn chút rau đi. Em xem em ốm đi rồi đấy. Tôi chính là không nghĩ ra, tôi cảm thấy việc này quá trùng hợp đi. Tôi biết rồi. Có thể xem video giám sát mà. Cái video giám sát này không phải ai cũng có thể xem. Và lại bên bất động sản cũng không dễ dàng cho người khác kiểm tra. Anh yên tâm, tôi có cách. Ăn cơm thôi, ăn cơm. Ăn cơm đi. Lăng Dân, sự việc lần này, từ Thái Hồng, tôi đồng ý qua đây. Hoàn toàn là vì thể diện của Âu Dương. Nhưng không có nghĩa là tôi bằng lòng nghe bất kỳ lời giải thích nào của cô. Tôi biết, tôi cũng biết việc này là một đả kích rất lớn với cô. Tôi nói xin lỗi cả trăm ngàn lần cũng vô dụng. Nhưng tôi thật sự rất muốn làm rõ chuyện này. Cho dù tôi bị công ty đuổi việc, cho dù bà nội không thể vào viện dưỡng lão, tôi cũng muốn làm rõ chuyện này. Tôi không muốn người khác gọi là tội nhân. Lăng Dân, em yên tâm. Anh có thể khiến một binh tình ở đỉnh cao rớt xuống rồi lại nâng họ lên. Còn em chẳng qua ly hôn, có con gái thôi mà. Tập đoàn Hoàng Mỹ nhất định sẽ nâng đỡ em, làm em trở lại vị trí ngày xưa thôi. Bố ta, cái này không phải hình của Lăng Dân trên mạng sao? Có gì đẹp đâu. Cậu xem kỹ đi. Đây không phải là hình kiểu mẫu mà chúng ta tìm sao?
Chẳng trách trên đường phố anh bắt em tìm hình mẫu của Lăng Vân, còn kéo người khác lại chụp hình mẫu. Em còn tưởng anh nghĩ kỹ rồi. Quá xa là gì, cái cô tự thế hồng tầm thường kia. Cậu nói xong chưa vậy? Lúc nào cũng nhan sắc, lúc nào cũng tầm thường. Tôi như vậy mà là gì từ Thái Hồng sao? Tôi làm là gì Lăng Vân đấy chứ, là gì khách hàng của tôi. Nhưng anh sửa hình mẫu như vậy, cộng đồng mạng có tin theo không? Cậu xem lại lần nữa đi, tự xem đi chứ. Bố ta, anh trồ thật đó nha. Có nhìn thấy không? Cô gái trên hình vốn dĩ không phải Lăng Vân. Ủng hộ Lăng Vân. Lăng Vân cố lên. Ủng hộ Lăng Vân. Là ai đang làm xáo trộn mạng xã hội vậy? Mà cậu rất giống nữa. Việc này suốt cuộc là thế nào chứ? Alo, Âu Dương, có thể giúp tôi một việc không? Kết thúc việc của Lăng Vân và đừng điều tra lại nữa. Và cũng không cần mọi người biết người phát tán ảnh lên mạng là tôi. Dù sao đây là tôi đồng ý và lấy cơ hội cho Lăng Vân. Đều do tôi sai, làm liên lụy đến Thái Hồng. Được, cậu cứ yên tâm đi. Tôi đồng ý. Cảm ơn. Thái Hồng à, cô thật hạnh phúc. Có hai người đàn ông dùng cả sinh mạng để bảo vệ cho cô. Làm gì có tới hai người chứ? Ngoài Âu Dương thì làm gì còn có ai nữa? Thực ra tôi giống vậy chỉ muốn nói cho cô biết. Là Đỗ Tổng, là anh ta chủ động đuổi việc tôi. Còn chẳng cần nghe lời giải thích nào hết. Cô cho rằng anh ta làm như vậy là bảo vệ tôi. Căn bản chính là đang bảo vệ danh tiếng công ty. Không phải đâu. Em đừng truy cứu Thái Hồng và công ty Đỗ Phàm nữa. Công ty chúng ta tiếp tục cho thuê nhân viên, làm mờ sự việc này đối với tai tiếng của em. Tin rằng không lâu sau sẽ lấy lại được danh tiếng cho em, thậm chí có thể đạt được thành tích tốt. Sao mà tốt như vậy? Đột nhiên muốn tìm em uống rượu. Không có gì. Nào. Sao vậy? Tại sao em lại chụp hình Lăng Vân có con gái? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Rõ ràng người tung tin là từ Thái Hồng mà. Tự mình xem đi. Những thứ này đều là chứng cứ nằm trong máy tính cô ấy. Em đều xem qua rồi. Em hãy nhìn cho rõ cái người phản chiếu trong cấm kính đi là ai. Chiếc nhẫn cưới đó là anh mua tặng cho em đấy. Sau khi chúng ta chia tay em vẫn luôn đeo nó trên tay của mình. Cố Tinh Tinh, tôi thật sự quá thất vọng về cô. Đỗ Phàm à, em xin lỗi là do em không tốt. Cũng do nhất thời nóng vội mới làm ra chuyện này. Anh phải tin em đi. Chỉ là em yêu anh nên mới làm ra những chuyện như vậy. Đỗ Phàm à, Cố Tinh Tinh, nếu như đây chính là tình yêu cô dành cho tôi thì xin lỗi, làm phiền cô hãy thu nó lại đi. Đỗ Phàm, còn nữa, tôi hy vọng cô sau này
đừng làm ra những chuyện hãm hại Thái Hồng nữa. Thiêu quỷ đi chút tình cảm còn sót lại giữa chúng ta. Đỗ Phàm, anh thật sự tuyệt tình tới như vậy sao? Tinh Tinh, Tinh Tinh không sao chứ? Tinh Tinh, alo Đỗ Phàm, lát nữa cậu có rảnh không? Ra ngoài một lát đi, tôi có vài lời muốn nói với cậu. Được, lát nữa gặp. Vì sao phải nhờ tôi? Đừng truy cứu người chủ mưu trong chuyện có Lăng Nhân, vẫn phải tiếp tục che giấu để Thái Hồng tiếp tục hiểu lầm cậu. Cái này không giống như mọi gì mà Đỗ Phàm muốn phân định rõ thắng thua với tôi. Tôi thắng chẳng dễ dàng gì. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Việc này đều do tôi mà ra. Tôi vẫn luôn miệng nói với bản thân rằng sẽ không làm tổn thương cô ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được. Vậy sao cậu không tự mình đi giải thích rõ ràng với cô ấy mà bảo tôi phải ra mặt? Cậu đừng quên chúng ta là tình địch đấy. Chuyện này không cần nói với cô ấy. Nếu không phải tôi thì cô ấy sẽ không gặp phải những chuyện như vậy. Nếu như rời xa cô ấy một chút thì có thể cô ấy sẽ không phải chịu tổn thương. Tôi cảm thấy làm như vậy là đúng đắn nhất. Âu Dương, tôi mong cô ấy sẽ không chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Xin chào. Cô có chuyện gì sao? Tôi là nhân viên của Thân Diễn. Tôi biết. Sao vậy? Điện thoại của tôi hai ngày trước làm mất ở trong văn phòng. Anh có thể cho tôi kiểm tra camera một lát được không? Vậy thì không được. Cô báo cảnh sát chưa? Nếu như báo cảnh sát rồi thì được. Không báo cảnh sát thì không thể xem sao? Cảm ơn anh nhé. Sư phụ à, tôi kể anh nghe. Cái điện thoại đó vô cùng quan trọng với tôi, anh biết không? Bên trong toàn bộ đều là hình ảnh của tôi và ba của tôi. Bởi vì ba tôi qua đời sớm nên mỗi ngày tôi đều nhìn hình để nhớ ông ấy. Bây giờ điện thoại không còn nữa, tôi làm sao mà sống đây, có đúng không? Anh cho tôi xem một chút đi, có được không? Cảm ơn nhé.
Alo Thái Hồng, tổng giám đốc Cố bệnh rồi nên giờ tôi xử lý công việc. Nhưng tôi phát hiện trong USB của cô ấy có lưu hình ảnh và video liên quan tới Lăng Vân. Cái gì? Tiểu Tây, cô có thể đem USB đó giao cho tôi xử lý không? Được được, tạm biệt. Cô thấy chưa, không có người nào khả nghi ở đây cả. Sư phụ à, điện thoại của tôi chắc là rơi ở nhà rồi. Cảm ơn anh nhé. Sao lại ở đây? Lúc thì làm ầm lên mua lại nhà tôi để tìm lại ký ức, lúc thì chạy tới phòng khách sạn của bạn gái cũ. Thật là bận rộn quá. Tổng giám đốc Cố đâu? Sức khỏe cô ấy không tốt, trực tiếp nói với anh là được rồi. Được, nói với anh cũng được. Cái này là USB của tổng giám đốc Cố. Bên trong có chứa hình ảnh trong video mà cô ta quay lén Lăng Vân. Camera của tòa nhà công ty cũng có thể chứng minh là cô ta đã đem những thứ trong USB sao chép vào trong máy tính của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô ta, sao lại phải tung tin chị Lăng Vân có con gái? Tại sao lại phải vu cáo hãm hại tôi? Trước tiên em Khoa kích động đã. Tinh Tinh phải làm như vậy là vì anh đấy. Vậy là ý gì chứ? Anh sớm đã biết việc này do Cố Tinh Tinh làm ra. Anh cũng biết trước là tôi bị quan, vậy mà vẫn muốn đuổi việc tôi, để cho tôi mang tiếng quan đó. Sự việc này anh giải thích với em sao? Tôi không muốn nghe anh giải thích gì hết. Anh gọi Cố Tinh Tinh ra đây đi, bảo cô ta cùng tôi đi gặp Lăng Vân, đem sự việc giải thích rõ ràng. Không được, tình trạng Tinh Tinh không ổn, huống chi sự việc cũng đều đã là quá khứ. Anh mong em đừng vạch trần cô ấy. Tinh Tinh, Tinh Tinh, từ sáng tới tối anh lúc nào cũng là Tinh Tinh. Nếu như anh quan tâm cô ta đến như vậy thì mắc gì anh phải ở lại nhà tôi để tìm lại ký ức? Tình trạng cô ta không tốt, vậy còn tôi thì sao? Anh có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Bởi vì chuyện của tôi, bà nội tôi đã bị dưỡng lão đuổi ra ngoài rồi. Còn tôi và Khả Lạc thì bị fan của Lăng Vân bao vây, chuyện này anh có biết không? Tinh Tinh làm những chuyện này đều do anh. Em có thể bỏ qua cho cô ấy không? Tại sao ngay từ đầu không có người nào buông tha cho tôi? Tinh Tinh, em tỉnh rồi sao? Tại sao không để cho Thái Hồng vạch trần em? Bởi vì em cũng là người rất quan trọng với anh. Nào, ngồi xuống đã. Em nhìn đi, nụ cười của em rực rỡ biết bao. Trong ấn tượng của anh, em là cô gái vừa vui vẻ lại độc lập. Chỉ cần những lúc anh đau khổ, buồn sầu, em đều sẽ chọc anh cười, động viên anh. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đều là bạn tốt của nhau. Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, nụ cười của em lại biến mất. Sau này anh mới biết đó là lỗi của anh. Anh đã khiến em trở nên như vậy. Tinh Tinh à, nếu như cuộc sống sau này của em vẫn cứ như vậy thì anh càng coi như chúng ta chưa hề quen biết nhau. Sự gặp gỡ của chúng ta là niềm may mắn và hạnh phúc. Đừng để nó trở thành việc mà cả hai đều phải hối tiếc. Tinh Tinh, anh hy vọng em có thể trở về em của trước kia. Một Cố Tinh Tinh tự tin, không có bất kỳ người nào xứng đáng để em vì anh ta mà thay đổi bản thân cả.